Tiểu sử diễn viên, nghệ sĩ ưu tú Thẩm Thúy Hằng. Nhắc đến Thẩm Thúy Hằng, người ta nhớ đến một ngôi sao kinh điển, một biểu tượng nhan sắc không thể thay thế trong làng sân khấu, điện ảnh Việt. Bà từng được hàng triệu người săn đón bởi nhan sắc kiều diễm cùng tài năng diễn xuất đỉnh cao trên màn ảnh nhỏ. Nghệ sĩ ưu tú Thẩm Thúy Hằng được mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nhân Sài Gòn thời kỳ trước năm 1975. Bà sinh ngày 20 tháng 10 năm 1940 tại Hải Phòng. Tên thật là Nguyễn Kim Phụng. Bà được xem là ngôi sao sáng nhất của điện ảnh Việt giai đoạn cuối thập niên 1970. Tên tuổi của bà không chỉ vang dội tại Việt Nam mà còn được biết tới tại các nước trong khu vực Philippines, Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản và cả nước Mỹ. Năm 1941, bà theo gia đình di cư vào miền Nam, tỉnh An Giang. Cha mẹ bà là người Hải Phòng, thuộc tầng lớp công chức, cha là một viên chức trong chính quyền quốc gia Việt Nam, mất sớm khi bà mới 13 tuổi. Thở nhỏ, bà theo học trường Huỳnh Văn Nhất ở Long Xuyên. Hết bậc tiểu học, Kim Phụng lên Sài Gòn ở với người chị, theo học trung học tại trường Huỳnh Thị Ngà, Tân Định. Năm Kim Phụng lên 16 tuổi, theo học lớp đệ tứ, là lớp 9 trong hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay. Khi đó bà đã nức tiếng là một hoa khôi của trường. Học hết năm đệ tứ, bà lén gia đình tham gia cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh của hãng phim Mỹ Vân và đạt giải nhất của cuộc thi. Từ đó bà bén duyên với nghiệp diễn xuất. Năm 1959, bà lập gia đình với một người chồng lớn hơn bà 2 tuổi, theo sự sắp xếp của mẹ và các anh. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tan vỡ sau 5 năm và hai người được cho đã có chung một đứa con, sinh năm 1961. Năm 1968, bà gặp ông Nguyễn Xuân Oánh, một tiến sĩ kinh tế, lớn hơn bà 19 tuổi, từng làm thống đốc ngân hàng, phó thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa. Ông là người giúp đỡ bà lập ra hãng phim Thẩm Thúy Hằng. Năm 1970, hai người kết hôn. Hai người có với nhau 4 người con trai. Các con trai của họ lần lượt là Nguyễn Thanh Vũ, Nguyễn Xuân Dũng và cặp sinh đôi Nguyễn Xuân Ái Quốc, Nguyễn Xuân Quốc Việt. Con đường sự nghiệp. Vào những năm 1958, Thẩm Thúy Hằng nổi lên như một hiện tượng màn ảnh với vai diễn Tam Nương trong bộ phim Người đẹp Bình Dương, bộ phim do nghệ sĩ nhân dân Nam Châu đạo diễn. Ngôi sao trẻ khiến bao khán giả thổn thức trước vẻ đẹp kiều diễm cùng lối diễn xuất chân thật, lôi cuốn. Đặc biệt, màn thể hiện của nữ diễn viên mới vào nghề được yêu thích và nổi tiếng đến nỗi Người đẹp Bình Dương trở thành biệt danh gắn liền với tên tuổi của bà từ đó cho đến nay, thậm chí đến mãi sau này. Không chỉ thành công ở mảng điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng còn nổi tiếng cả trong lĩnh vực sân khấu, đóng kịch nói, tân nhạc và diễn cải lương. Thẩm Thúy Hằng từng biểu diễn rất thành công ca khúc Hai chuyến tàu đêm của Trúc Phương và Tình lỡ của Thanh Bình. Bên cạnh đó, ban kịch Thẩm Thúy Hằng khi ấy được xếp vào top 10 những ban kịch nổi tiếng, riêng nữ diễn viên thì được xếp vào danh sách 12 diễn viên sáng giá của kịch nghệ miền Nam. Ngoài chức danh trưởng ban kịch, Thẩm Thúy Hằng còn tham gia viết kịch bản, thủ vai chính trong các tác phẩm Sông Dài, Vũ điệu trong bóng mờ, Người mẹ già, Đôi mắt bằng sứ, Suối tình, Dạt sóng. Có thể nói, trước năm 1975 chính là thời kỳ đỉnh cao danh vọng của Thẩm Thúy Hằng, khi bà không chỉ liên tục nhận được những giải thưởng cao của điện ảnh châu Á và quốc tế, mà còn được tôn vinh nhan sắc khi được công chúng mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nhân của Sài Gòn trước năm 1975, cùng với Thanh Nga, Kiều Trinh và Kim Cương. Có thời điểm, hình ảnh của Thẩm Thúy Hằng và Thanh Nga liên tục xuất hiện trên bìa các báo xuân và lịch Tết với biểu tượng một người là nữ hoàng điện ảnh, còn người kia là nữ hoàng sân khấu cải lương. Cả hai khi ấy đều đại diện cho nhan sắc phụ nữ, khiến nhiều người say đắm. Nhắc đến Thẩm Thúy Hằng là nhắc đến một tuyệt sắc giai nhân có 102 trong làng nghệ thuật Việt. Thời đỉnh cao, nhan sắc của nữ diễn viên từng tiêu tốn vô vàn giấy mực của báo giới. Biết bao khán giả si mê, đắm đuối trước vẻ đẹp kiều diễm của minh tinh huyền thoại, với đôi mắt to tròn mang ánh nhìn mê hoặc, sống mũi cao thanh thoát, bờ môi trái tim gợi cảm, cùng vóc dáng thon thả với những đường cong quyến rũ. Cuộc sống ẩn dật, không giao lưu với công chúng của Thẩm Thúy Hằng. Từ đỉnh cao danh vọng, Thẩm Thúy Hằng rơi vào thảm họa nghiệt ngã vì giao kéo. Mỗi khi nhắc đến bà, người ta sẽ nghĩ ngay đến mỹ nhân cát xê 1 tỷ đồng và bi kịch phẫu thuật thẩm mỹ. Khuôn mặt xinh đẹp của bà bị biến dạng hoàn toàn vì biến chứng phẫu thuật, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Từng là nữ hoàng sân khấu đèn màu với cát xê cao kỷ lục và là một trong tứ đại mỹ nhân thập niên 60. Ở tuổi xế chiều,
Thẩm Thúy Hằng chọn cách sống ẩn dật, tránh tiếp xúc đồng nghiệp và công chúng. Từ Giã Hào Quang, bà tu tại gia, tìm niềm an nhiên trong lời kinh kệ. Theo thông tin ngày 7 tháng 9 năm 2022, được Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng đã qua đời sau thời gian dài chữa trị, hưởng thọ 83 tuổi. Bà ra đi ngay đúng ngày giỗ tổ nghề sân khấu. Một số khán giả bày tỏ sự tiếc thương và chia ly đối với bà, vô cùng thương tiếc một tài hoa, cô mãi là một huyền thoại nhan sắc, xin được chia buồn cùng gia đình, vĩnh biệt, người đẹp Bình Dương.